sướng ngoan này, sướng ngoan này, sướng ngoan này, bố Hưng mẹ Nhung yêu này. Ô bây giờ về bà này, có chuẩn bị về bà Hoa này, sướng ngoan này, sướng ơi. Sữa ơi. Sữa sữa bà sữa về bà ngoan nhá. À mai mẹ đi mai mẹ hộ thảo này. Dạ. Ngày kia mẹ đi đào tạo này. Ngoan 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 à. Ngoan. Em ơi, nó uống sữa Vinamilk cũ có được không nhỉ? Nó đang đi à? Đang đi để uống sữa. Thế thì không thì pha cái canxi vào bằng cái gì để cho nó uống? Ngoan, sữa ngoan, nhanh đi đấy. Nào sữa ngoan này, sữa ngoan ơi. Nhiên ơi. Sữa ngoan nào. Ngoan, ngoan. Nhiên ơi. Sữa ngoan này, bố Thương này. Bố Thương này, bố Thương này. Tiêm vào đâu anh? Không, chuyển. Chuyển. Nhiên ơi. Đến đây, đến đây. Chú xem nào cho cháu để cháu ăn được nhá. Đợt này dụng lông nhiều thế. Anh đưa cho bạn này làm thử. Kéo đấy. Đợt này chữa dụng lông nhiều thế. Chữa. Bốn nàng công chúa chuẩn bị về bà. Bốn nàng công chúa chuẩn bị về với bà Hoa đây nhỉ. Trong thời gian chờ mẹ cháu tiêm thì là cháu xong đấy là cháu về bà cháu đây nhỉ. Chưa nha, nói nha. Hả? Chưa nha, chưa. Nó đẻ thì nó cũng bị đựng lông nhỉ. Ngoan chưa? Ngoan làm gì cả, nhớ chưa? Cháu giỏi mà, cháu ngoan mà. Sữa xinh gái nhỉ? Sữa xinh gái đẻ ra được mấy đứa xinh gái quá. Sữa ngoan lắm. Anh mua cái lọ này cho mình con nhà tắm được. Ok, thế nào? Đây đây. 107. À, Hoa ấy có phải bổ sung sắt cho sữa không? Không bổ máu. Hả? Nếu có không bổ máu thì... Hôm nào uống rồi đúng không? Tiêm rồi đúng không? Hả? Bổ máu thì em cho uống. Em có cái gì tiêm đi chị cho uống, chị sợ lắm, chị áp lực lắm, chị không có thời gian nữa ấy. Ok. Hoa nhá, một tí thôi nhá, làm gì một thanh niên mình cười ấy nhỉ? Bà mẹ đấy chứ, bà mẹ của bốn công chúa đấy chứ nhỉ? Rồi, ngoan ngoan, sữa ngoan ngoan. Là chú ăn cho cháu thêm sắt này, bổ sung sắt này. Rồi là vitamin hay gì đấy để cho cháu ăn được nhiều, để cháu có nhiều sữa để nuôi bốn công chúa nhỉ? Yeah. Ngoan lắm. Thật sự ướt đấy. Hả? Thật ướt đấy. Đấy, cố gắng mà bơm nước gạo cho nữa đây. Chỉ uống một tí thôi, còn đâu là phải bơm bằng xi lanh đó. Mình cứ xót ruột, sợ là không có sữa cho bọn trẻ con nên là mình cứ cố. Sáng ra là phải pha 3 viên canxi đấy để cho nó uống. Nhưng mà bọn trẻ con này nặng nhỉ? Trẻ con toàn gần nặng rưỡi. Theo to đấy. Không, chăm sóc rồi. Chữa để ra 4 đứa lặng rưỡi. Ô chú Hoan không có cái cân nhỏ cho bọn chó con nhỉ? Thoải mái, cho cân này, cân này. À thế à? Anh thử cân đi. Anh thử cân từng sữa. Sữa ngoan nhá. Ngoan là chú Hoan bị thương này. Có tiêm cho bây giờ đấy. Đấy, đây. Công chúa thứ nhất là 180 gram. Đấy, công chúa 180. Ô, cái bọn nó là sau mấy ngày là nó còn bị sụt cân nhỉ em nhỉ? Sụt hơn so với lúc mới sinh. Hai trăm gram. Đây là bé nào đây? Bé nào đấy? Con này là gì? Con này bánh giò. Bánh giò. Đ
Ấy, ui dồi ôi, bánh bò đây. Bánh bò. Ui, bánh bò cứ nhảy nhảy sang tận 220 kia kìa. 200 hay 220? 200 thôi. Con nhảy nhảy nhót à? Bánh bò và bánh giò bây giờ bằng nhau. Thế là lúc sinh lại phải mét. Đây là nó còn sau khi mà nó sinh nó còn tụt một tí đấy. Bao giờ nguyên tắc cũng thế, giống như trẻ con thế. 108, đây là bánh dày. Đâu, bánh bao chứ? Bánh bao tay. Ô, bánh bao á? Bánh bao mà được 108 rồi á? Bánh bao tay bệnh gì á? Ô. Thế bánh bao lúc đầu là chỉ được có trăm mấy thôi mà, 106 thôi mà. Ngon lắm. Trinh không? Trinh nhất nhà. Ừ, Trinh gái nhất nhà đi rồi. Bánh bao là đứa bé để rơi. Để đưa đứa bé để rơi. Để bà thương nhỉ? Bà có nhiều kinh nghiệm chăm sữa hơn. Mẹ không có kinh nghiệm chăm sữa và áp lực lắm. Ngủ lên tay luôn này. Ừ, con đấy buồn cười lắm. Ngủ lên tay luôn rồi. Ôi, dễ thương không? Đúng không? Em chạm vào nó mạnh, nó dậy rồi. Nó dậy rồi. Thì nhiên nó ngủ. Yêu. Yêu nhỉ? Ừ. Mặt trời, công chúa mình bao. Bỏ lên một tiếp. Còn một con nữa, chưa cân à? Đâu, hai con 108, hai con à, là... à ừ, thế bây giờ nó bạn nó bằng nhau rồi, đối với nhau rồi. Lớn. Tức là hai con 108, hai con 200 đúng không? Bỏ thêm lúc nữa nhá. Thêm bỏ lúc nữa 20 phút nữa đi. Chuyển lúc. Ngoan rồi, sữa ngoan rồi nhỉ. Sữa ngoan để có nhiều sữa cho các bé cún ăn nhỉ. Cho các công chúa của mình ăn. Đấy. Cái ngôi nhà bé xinh của các của bốn công chúa của sữa đáng yêu. Ừ? Đáng yêu. Sữa ngoan quá. Ơ chú khéo nhở, chú bế được sữa, giữ được sữa giỏi thế. Bạn này đang đợi đi. Bạn này đang đợi đi. Yêu không? Thương không? Thương nhà, quá. Trông có vẻ hơi vậy. Ăn kém lắm. Bọn xương sườn. Ừ, ăn kém lắm cái mạng mà bọn kia thì nó ăn khỏe ấy. Đội này nó lại bú khỏe lắm mà nó xong hình như nó không đủ, nó đáp ứng đủ, nó cứ ính lên mồm. Chắc là cho ăn ngoài, chị biết cho ăn ngoài chưa? Chị chưa. Cho ăn ngoài, nó kêu là nó đang đói. Ừ. Ăn ngoài thì nó uống cái sữa gì? Một là cho bú, một hai là cho ăn xong, nó thẳng dậy dậy, còn là cho bú. Ừ. Nhưng mà sữa gì? Đây, sữa cho này nó có con. Thế lấy thêm sữa cho bọn này nó ăn được lắm. Đấy, kêu là nó đói. Không đủ ấy. Nhưng mà phải tầm một tuần mới ăn được chứ. Bọn này ăn tốt, nếu mà kêu là phải toàn không có mẹ nó gầy như thế này thì không uống. Nó giạt người. Nhưng mà một tuần mà nó ăn uống được sữa ngoài chứ. À, nó bình thường. Đâu đây, hỏi. Nếu mà mẹ nó không đủ thì cho bố mẹ nó mà chết mẹ. Nhờ con tụt canxi kinh lắm. Ừ, đấy, chú Hoan còn đang bảo là phải tăng 4 viên canxi này. Ừ. Vì bọn này nó ăn khỏe lắm. Bọn này là bọn... Ui, nó ăn nó... Này, nó tức là đến mức độ mà con... Tức là con sữa nó còn đứng lên rồi mà bọn này vẫn còn đu ánh đu lên như bọn thỉ. Ừ, mà... Cho nó ăn được gì? Đấy, cho vào ở đâu? Bạn ấy bảo là cho vào bình vào bình sữa như trẻ con ấy. Hoặc là con cho vào núm ấy. Ừ. Núm mua thêm. Ừ. Thế đây ấy xong rồi lấy sữa xong rồi lấy bình nhỉ? Ở đây có bình không? Nếu mà nó kêu nhiều không? Một ngày kêu buổi tối nó hay kêu không? Kêu inh ỏi luôn. Kêu là đói rồi. Nó kêu như là xé nhà luôn mình nhiều lúc. Xong rồi con sữa này nó sợ nó chạy ấy. Nó đấy, chạy. Nó không đủ sữa nó chạy nó như kiểu trốn ấy. Nó trốn. Nó mệt lắm. Sợ. Tại vì bốn con này ăn tục kinh khủng.
Đấy, nó vừa mới đẻ ra mà nó được 200 gram rồi. Đẻ ra mà được 200 gram. Được mấy ngày? Hôm 4 hôm. Con à? Từ hôm 9, 3 hôm. Đâu, 3, 4 hôm thôi. Hôm nay là thứ tư. Em ngày nào cũng làm nhật ký mà, YouTube mà. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Thì nó đẻ mùng 9 mà. Mùng 9, 9, 10, 11, 12, 4 ngày. 4, hôm nay là 4 hôm, tại vì ngày nào em chả làm video. 4 hôm rồi đấy. Hôm nay là hôm thứ 4 rồi đấy. Sinh ra đã 2 nạn rồi. Để cho sinh thứ đi. Đấy. Thế thì anh bế con đi. Anh không bế đâu. Anh không bế đâu. Để em bế rồi. Sợ nó lại sợ tuột không? Tuột. Sợ tuột lại tuột. Đúng rồi, được nhanh. Nghỉ gớm á. Anh nghỉ gớm rồi. Sợ tuột. Nghỉ gớm lắm chứ ạ. Đúng không? Bọn kia thế em mới bảo với anh là bọn này nó ăn tục lắm. Ừ. Vì nó giống cả vani cả sữa mà. Con vani ăn tục, con sữa cũng ăn tục. Ừ. Cả hai con đều ăn khỏe. Cho nên là bọn trộm vía bọn này đẻ ra nó đã khỏe trộm vía ấy. Khiếp. Trước gì? Khi lúc có bầu nó ăn khỏe không? Nó ăn khỏe mà. Vậy thì con to rồi. Bây giờ bồi dưỡng áp vào, bồi dưỡng mẹ áp vào. Ừ thì đấy, thì bây giờ đấy phải bảo bồi dưỡng con này. Bởi bọn danh con là nó ăn quá là khỏe. Ăn tục ấy. Nó là có thể lực từ trong bụng rồi. Bốn con này chắc trời tâm. Ơi, này nhá, xin lỗi này, nó bò từ phòng nọ sang phòng kia rồi. Con này này, nó bò từ phòng này sang phòng kia rồi. Bò rồi thế? Vâng. Em hết rồi, mình nó luôn đi. Bò đấy rồi. Sợ. Thì nó rơi ra thì không để ý. Con này có cắn ai bao giờ? Không, chưa bao giờ. Sướng quá. Sướng ngoan. Mà bây giờ nó đẻ thì cũng biết thế nào đâu. Nó hơi đánh đá đấy. Sướng ngoan, mẹ thương này. Sướng ngoan. Ngoan lắm, cháu yêu bà Hoa lắm. Cứ nói với bà Hoa là mọi thứ là theo ấy ngay, ngoan ngay. Bảo được về, hôm nay được về với bà Hoa khác hẳn luôn, nghe. Vui vẻ thế lưỡi như này, sướng không? Bà cháu chiều cháu lắm, bà còn hầm xương gà cho cháu ăn cơ. Hầm như ra cho ăn cơ. Ôi, mình dữ dậy quá. Ai mà chịu được. Hiện quá, tuần sau cho đi mấy tuần nhé. Hôm nay cho uống nước gạo rang đấy chị, để vì chị xem ở trên mạng ấy. Là uống nước gạo rang nấu với sữa ấy, để cho nó có sữa. Nhưng mà nó không chịu uống. Nếu mà mẹ nó không quen sữa thì đừng dùng sữa. Nó không quen là nó đi ngoài. Con này mà đi ngoài là ảnh hưởng đến con nó luôn. Ừ. Con mẹ mà đi ngoài là con nó bú vào sữa là đi ngoài luôn. Tức là cứ cho ăn cái gì hàng ngày. Nó thích ăn thì ăn thịt, thịt. Nhưng mà con này hay uống sữa mà, con này hay uống sữa lắm em ạ. Lúc bé nó, lúc trước nó thích ăn uống sữa. Tại sao quen rồi, đi ra ngoài quen, chú Hoan bảo là nó bị đau bụng bởi vì hôm trước nó ăn ba cái nhau thai. Thế ra xong rồi đến cái thứ tư là phải vứt đi đó. Thế chị tưởng là cái bọn con thì cho bơm xi lanh thì nó hơi nhỉ? Bơm xi lanh thì nó không ấy bằng bình được. Bú thì nó tự bú thì nó tốt hơn, mình biết bơm nó sặc, bọn con này hay sặc đấy. Nếu mà bú. Chưa biết, nếu mà muốn nhanh thì cho ăn sông, nhưng mà không biết cho ăn thì nó cũng dễ sặc. Thôi cứ cho bú, bởi vì bọn này nó bú giỏi lắm. Vậy thì cho bú. Nếu mà sợ thì cho bú thêm men tiêu hóa. Ừ đấy, cho men hay là em xem có men tiêu hóa cho cả sữa nữa ấy. Để cho sữa nó tăng cái ăn đấy. Thì bọn này nó có sữa không sao, sữa thành như con chó. Ừ. Sợ là sữa nguội là để đâu. Không, sữa toàn sữa ấm nhất. Nếu mà bọn này ăn thì phải sang ăn mà nào sao đấy, một bữa không được hai bữa. Để lúc để cho nó hơi ấm ấm. Nó cũng giống người mà, nó cũng giống người mình như thế. Như trẻ con. Phụ nữ gọi là phụ nữ sinh ấy thì nó cũng thế, nó cũng con cún thì nó cũng theo kiểu vậy. Nhưng mà cho bú sữa mẹ nó tốt hơn, sữa mẹ tốt hơn nhiều. À ừ. Biết gì nó phải sữa mẹ. Còn nơi bộ không thì mệt lắm. Ừ. 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 Ừ
chỗ ngoan, chỗ ngoan. Đợi con nữa. Chị xách con nó từ chỗ này ra chỗ kia mà nó đòi mà. Coi con gì đó. Nếu mà trong con tốt thì nó con gì đó. Thế hoặc là tiêm ví dụ kiên canxi tiêm cho nó đi, chị thấy uống chỉ cho uống vất vả lắm. Tiêm canxi ấy. Chị tưởng là hôm nay chuyển này rồi. Không cần. Ừ. Thì cứ cho uống thêm nghiêm cho ai đi mua hay này. Ừ đấy. Đây cho cứ cho ăn thêm đấy. Thế đây là truyền là những cái gì đấy? Thuốc bổ. Ừ, thuốc bổ mấy cái gì đấy? Với cái tiêm cho nó kích cái dịch này. Cái mấy cả cho nó ăn khỏe nhá. Ừ. Cho nhiều thuốc bổ hay nhiều loại thuốc bổ. Mấy cho nó ăn khỏe. Đây nó này. Mấy cả nhiều sữa đấy, tức là để kích sữa. Để tiêm kích sữa đấy. Nhiễm già, nhiễm già. Sữa ngoan. Sữa là đáng yêu mà nhỉ. Để xong đứa con lông đổi màu đi. Đã tựa rồi. Có đây đi spa. Ừ. Đấy là còn rửa giấy sạch sẽ cho rồi đấy. Vệ sinh ở phần dưới các thứ là sẽ rửa sạch sẽ cho rồi đấy. Xong lau sấy các thứ rồi đấy. Tăng nhiều cao tăng. Hả? Tăng cũng được xếp. Hả? Gì? Răng cũng nhìn cũng khỏe xếp. Ừ. Đắn con tăng cũng nhiều cao tăng. Ừ. Sức nhảy gặp xương. Ừ, bà Linh xương gà cho hở nhừ ra cho ăn đấy. Tuần này, 3-4 quả xương. Nhiều. Thích ăn lắm. Nói chung là cũng phải về bà Hoa mới chiều được. Chị không chiều được. Bà chiều nó lắm. Thế bà nhiều kinh nghiệm. Đâu ơi, mình có từ sáng giờ chị phát xịt chết với nó luôn ấy. Kiểu chị thấy nó không uống mấy ấy, thì mình cứ sốt ruột ấy. Chỉ được mỗi cái là lúc luộc thịt thăn là nó ăn nhanh lắm. Vèo một cái. Vèo một cái là ăn hết đĩa thôi nhở. Một đĩa rưỡi luôn ấy. Vậy cứ cho ăn khỏe quá. Được 6 con. Mất 2 con thì yếu. Không, mất 2 con đấy thôi. Mình trên vừa một xong. Hoan có trên đấy à? Hoan vừa ra ngoài mới đi đâu. Con gì mà mổ? Chó đẻ. Loại gì? Corgi. Corgi à? Thấy bảo cái bọn poodle mới corgi là hay phải mổ lắm. Lên ra trên đấy nữa. Có người trên đấy. Poodle corgi hay rất hay phải mổ. Vì nó bé, giống nó nhỏ. Đây là nhà em cũng mới đẻ có 4 con. Không, đẻ thường. Thế sao lại mang đây à? Bây giờ mang về bên bà. Đẻ thường tại đây đi. Không, đẻ thường ở nhà em. Sao em mang đến đây? Không, em mang đến để tiêm cái con này. Đẻ 4 ngày trước ạ. Cách đây 4 ngày rồi ạ. Vâng. Tiêm cho bé. Đẻ thường mà phải tiêm là cùng canxi à? Không phải, là nó 4 con kia nó ăn khỏe quá. Nó ăn tục ý. Thế thành ra là nó cứ kéo con mẹ này giặc vào người luôn. Em phải bổ sung ấy, cho thêm cho nó. Bơ phở. Cho nó khỏe lên. Anh đến thì em mang bổ. Đây cần canxi đó. Quả con á? Con mẹ tụt canxi. À đấy, thì em có thể đang tăng cường đây này. Đấy. Vào tay bố phát lại cho được người khác. Điểm nhận. Đấy, tức là bố nó kiểu bố nó hay ấy, thế là nó bắt đầu nó như kiểu giống như được bảo kê ấy. Bảo kê bắt đầu gừ ấy. Bắt đầu gừ mọi người ấy. Ôi rồi. Chúc đấy chú bế thì ngoan ơi là ngoan, bố bế cái là bắt đầu ra đều là có bảo kê cái. Mặt mũi vênh váo khác hẳn luôn, sợ thật. Vâng, có cả 2 con, cả con chồng nó nữa là 2. Được cưng, được chiều, con này được cưng. Ui dồi ôi, con này bà chiều nó lắm. Chiều nó lắm, con này lắm chào. Ôi, nó cũng biết bắt nạt ai đấy ạ. Ôi, nó khôn lắm. Nó khôn mà nó lịnh, siêu lịnh luôn. Siêu nhân định nọt. Siêu nhân định nọt.
sữa là sữa là siêu nhân nịnh nọt. Sữa móng gà. Ừ. Móng gà ra là biết mắt nhìn lườm. Cái gì treo đâu. Xinh, sữa xinh gái. Xinh. Sữa xinh gái. Xinh gái. Xinh lắm, nhờ xinh gái lắm mà lại đẻ ra được bốn đứa xinh thế. Xinh giống vani nhỉ. Chồng chồng đẹp hơn. Tự phối hả em? Đâu, à nó tự nói với nhau đấy ạ. À? Em mua hai con nhỉ. Mỗi một kia về. Giỏi nhờ, không cần đỡ tự lập. À, thì nó rẻ thôi, mất một con đấy ạ. À? Không như chỉ cả lúc phối đóng à, tự đấy, hai đứa nó tự với nhau đấy, em có gì đâu, em buồn cười, em còn mua hộ mua con đấy về đúng hôm mùng 8 tháng 3. Mà đến mùng 9 tháng 5 nó đẻ. Hàng xóm vẫn còn hỏi là thế có phải con sữa nó có bầu thật không? Đây vẫn đang hỏi con này có bầu thật không? Tại vì con kia em vừa mới mua thì người ta nghĩ là bé bé thế thì chưa làm ăn gì. Thì cũng định để nuôi lớn để kỳ sau đấy chị. Buồn cười nhỉ. Thế là đến lúc mà bảo là có bầu sữa, có bầu chả ai tin. Xong rồi bảo là sữa đẻ rồi, mọi người cứ tưởng đùa. Thôi nhìn bón cục này. Đồng bón ạ. Ừ. Thôi để mấy hôm nữa đi cuối tuần đi spa nhá. Mọi người thích xinh đẹp lắm ạ. Để mấy con cháu qua spa chứ không đủ tiền. Thích spa. Có điều kiện để chăm sóc. Ôi dồi ôi chị ơi, đủ các hạng mục. Đủ các hạng mục luôn. Spa, suốt ngày thích spa thôi. Thích đẹp, thích xinh. Được bà khen xinh là sướng lắm. Thế hôm nay bố đã dặn trước là bà là bảo là nó hơi tã tưởi chưa. Vâng. Đấy, rồi gối hiếp ra đúng phòng ngủ cậu cho chó. Mà như công chúa. Mày có người nhà dưỡng mặt được chó. Cái khủng luôn. Mà nhìn có yêu lắm ấy. Đi ngủ rồi dân rửa tay đi ra đường đi giày đi dép. Để trước khi đi ngủ có vệ sinh răng miệng. Chú chó ấy mà cười lắm. Quay chừng nào cười. Mỗi lần đi vệ sinh còn phải chùi chứ. Nhà em thì không có thời gian thế đâu, mệt lắm. Đây nó cũng tự túc rồi. Tóc tai uống rượu. Cô liền. Ôi sữa thôi, nào bố cha rồi đấy. Coffee. Bao nhiêu con? Đông nhỉ? Qua đây. Coffee chân nó ngắn nè. Đúng rồi em ơi. Hai con để số cùng một lúc. Không phải ba nhiêu đứa. Hai con kia là số sâu. Thế là con có ghi nhà chị là like với con gì? Con ghi. À vẫn không ghi gì? Mấy? Ngoan. Thế mà kia khỏe nhỉ? Em xem con bên đấy có mấy đứa đấy? 6 đứa. 4 đứa. Thank you.
6 con hả chị? Muốn công chúa ngủ 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 lăn lông lốc. Cuối cùng là nó hai con bằng nhau buồn cười nhỉ. Cô thử xem nào, thử ngó xem là con có gì đó trông như thế nào, lúc nó sinh ra là thế nào. Yêu nhỉ chị nhỉ? Nó cứ chỉ có bố nó thôi, bố nó bế thì nó nói ngay, kể cả nhiều lúc là bố nó bế nó còn gừ với cả chị luôn ấy. Sữa. Thôi anh ơi, về ấy sau nó đang ấy thế, nó nhỡ chẳng may ấy vào người nó cái. Về nhà nó chơi nó dễ hơn, bây giờ nó đang một tay nó xông được kia. Hai con thì sao phải để lại chứ?